tình cảm của con người thật là mặn nồng, tha thiết. Tha thiết không phải chỉ riêng ở tình yêu đôi lứa, mà còn ở tình mẫu tử, tình quê hương dính liền với thân phận hậm hiu của dân tộc Nhật Tiểu. Triền miên trong chiến tranh, xót xa trong sinh ly, nghẹn ngào trong tử biệt, đã kết thành những chuỗi dài đau thương như những lời kinh thống khổ. Sâu tràng hạt mẹ dành cho con đó, để lần về thăm lại đất quê cha. Sợi chỉ ngắn mẹ mòn tay đếm mỏi, vòng chỉ tròn kéo chậm những ngày xa. Cầu hàng bao đêm, lời kinh vọng xa thật êm đềm. Mẹ cầu cho con vượt qua ngày tròn, mẹ cầu cho em với tuổi xanh còn nguyên đừng biến mất. Người về một ngày một lứa thưa, người đi càng đêm càng đông dần, từng dài âu lo đợi chờ. Mộng thật cam go, miễn là mai niềm đau thành nụ cười. Xin cho mẹ chọn lời kính đêm nay, người sẽ về trước khi trời muốn tối. Xin cho mẹ một giờ im kinh động, người sẽ về dù rách rưới tà tơi. Người về một ngày một đông thêm, người đi càng đêm càng thưa dần. Một thời điêu linh, một phen hoạn nạn, còn lại hôm nay với vòng tay tình yêu người và người. Cầu này dành cho nhau từ khi loạn ly vào đêm đầu, tình người tiêu hao, niềm tin bội bạc, gà dục đang canh mãi ngoài hiên đầu tơ tròn tiếng gáy. Lạnh lùng một ngày một qua mau, lời kinh mù sương mờ trên đầu, mong chờ sau đêm ngày mai thật lạ. Thù hằn anh em bỗng nhìn nhau gọi nhau thật đậm đà. Xin cho mẹ tròn niềm tin đêm nay, người sẽ về trước khi mẹ khuất núi. Xin cho mẹ ngoài trời im kinh động, người sẽ về dù rách rưới tà tơi. Người về một giờ một đông thêm, người đi càng xây càng không còn, rời ngày sinh ly, rời đêm tử biệt, còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu. Còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu.